Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và Truyện Ma Bóp Đọc với tập tiếp theo của Thiên Cơ trong series Thầy Tạo Ly Kể Truyện của tác giả Trường Ly. Ở tập trước thì Thầy Lương đang bào chế thuốc giải cho ông Vương. Tuy nhiên Thầy Lương nói là phải loan tin ra bên ngoài. Nói một câu như thế này, chính xác là phải có một cái chết. Ông Vương vẫn phải chết, và không chỉ chết đơn thuần mà phải là một cái chết cực kỳ đáng sợ. Thì chắc là Thầy Lương đang muốn loan tin ra bên ngoài, tung hỏa mù thôi, để cho cái bà bên kia bà nghĩ là ông Vương đã bị hại chết rồi. Khi đó thì Thầy Lương có thể nghĩ tới những bước đi tiếp theo của mình. Và bây giờ thì không chờ gì nữa, Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Đúng là như vậy, không những chết mà còn là một cái chết thật đáng sợ. Đang đào, bất chợt lưỡi xẻng của Thầy Lương vừa chạm vào một thứ gì đó khá cứng. Từ nãy đến giờ, việc đào đất diễn ra khá thuận lợi khi cả hai cứ thế đào mà không gặp phải trở ngại nào. Cố ấn lưỡi xẻng cách vị trí vừa chạm vật cản vài phân. Thế nhưng vật cứng đó có vẻ như lớn hơn Thầy Lương nghĩ. Ông chủ vườn nói: "Thầy để tôi, chắc chạm phải đá tảng rồi." Cúi xuống định nhặt lấy cái xà beng thì ông chủ vườn bị Thầy Lương ngăn lại. "Ấy, không được, còn chưa biết đó là gì mà, đợi tôi một chút." Dứt lời, Thầy Lương khom người xuống lòng hố, dùng tay bới lớp đất trên bề mặt vật cứng đó. Lúc này cả hai đã đào sâu xuống khoảng 10 tấc đất, không phải đá tảng, dùng xẻng cào rộng ra một chút, Thầy Lương nói: "Là rương gỗ. Dưới gốc cây ngân hạnh này có chôn một chiếc rương gỗ." Ông chủ vương cúi đầu xuống nhìn. Quả nhiên bên dưới lòng đất có chôn một chiếc rương hình vuông có kích cỡ lớn hơn gang tay một chút. Đào chiếc rương đưa lên cho ông chủ vương. Nhìn xuống vị trí chôn chiếc rương, Thầy Lương thấy một đoạn rễ ngân hạnh bị rương đè lên có màu vàng đậm, khác biệt hoàn toàn với những nhánh rễ khác. "Thấy rồi, đây chính là thứ mà ta đang tìm." Đứng bên trên, ông chủ vương vẫn đang nhìn chiếc rương. Nghe Thầy Lương nói vậy thì vội hỏi: "Lại thấy cái gì nữa hả thầy?" Dùng con dao găm luôn mang theo bên mình, Thầy Lương cắt lấy đoạn rễ cây mang màu vàng đậm, đưa cho ông chủ vương xem. Nhìn chiếc rương, Thầy Lương nói: "Không chỉ đào được phần rễ tốt, mà dường như huyền cơ giữa nhà họ Vương với cây ngân hạnh cũng được cất giấu trong chiếc rương này. Được rồi, ông chủ vương, lấp đất lại đi." Trong lúc ông chủ vương đang lấp cái hố lại, thì Thầy Lương dùng áo lau đi phần đất bám trên bề mặt rương. Trên nắp rương có khắc một chữ. Thầy Lương sững sờ, cố gắng nhìn lại thật kỹ. Mấp máy môi, ông khẽ nói: "Sao lại thế này?" Lấp hố xong, quay lại thấy Thầy Lương vẫn đang cầm chiếc hộp nhìn một cách chăm chú. Ông chủ vương khẽ gọi: "Thầy Lương, tôi lấp xong rồi, giờ phải làm gì tiếp theo à?" Thầy Lương đáp: Xong rồi ư, đợi tôi một chút." Giọng của Thầy Lương có chút ngập ngừng, khuôn mặt đổ mồ hôi, lộ vẻ hoang mang. Ông chủ vương hỏi: "Sao đột nhiên sắc mặt thầy lại nhợt đi vậy? Hay là do vừa rồi đào đất quá sức? Đã bảo để đó cho tôi làm mà thầy không chịu nghe. Để tôi dìu thầy vào trong nhà nghỉ ngơi." Đoạn ông chủ vương gọi vợ: "Bà nó ơi, lấy nước cho thầy uống, xong múc cho tôi chậu nước, lấy một cái khăn sạch để cho thầy rửa chân tay, mặt mũi." Lúc này Lan Lan phu nhân cũng đang rửa lá ngải cứu ở cách đó không xa. Nghe thấy chồng nói vậy thì lập tức làm ngay. Thầy Lương lau mồ hôi, lấy lại bình tĩnh. Thầy Lương nói: "Tôi không sao. Chỉ là cúi xuống đứng lên thành ra hơi choáng một chút thôi. Bệnh tuổi già mà, không tránh được. Giờ thì ổn rồi. Rửa chân, rửa tay xong, tôi có việc muốn giao cho ông chủ vương làm đi." Ông chủ vương đáp: "Dạ vâng, có gì thầy cứ sai bảo. À mà còn chiếc rương này thì sao ạ? Liệu nó có phải là đồ của gia đình tôi không?" Thầy Lương mỉm cười. Ông chủ vương hỏi lạ: "Rương này được chôn trong vườn nhà ông, chôn bên dưới gốc cây ngân hạnh. Mà theo như lời ông kể thì cây ngân hạnh đã có từ thời tằng tổ phụ ông. Thế không phải của nhà ông thì là của tôi chắc. Có điều, sau khi xem xét kỹ thì chiếc rương này không có khóa. Thế nhưng cố dùng sức tôi cũng không mở được." Ông chủ vương ngạc nhiên, đỡ lấy chiếc rương, nhìn bốn mặt xung quanh, giơ lên rồi lại hạ xuống. Nhìn đi nhìn lại thì đúng như lời Thầy Lương nói, rương không hề có khóa, cũng chẳng thấy có phần lẫy hay hõm để mà mở. Cố dùng tay để mở nhưng không tài nào mở được. "Không cách nào mở ra được sao hả thầy?" Ông chủ vương hỏi. Thầy Lương đáp: "Chiếc rương này được lưu giữ bởi một kết ấn,
Để mở được nó phải hóa giải được kết ấn đó chứ. Chuyện này cần phải có thời gian. Tạm thời đem chiếc rương cất đi. Sau khi giúp ông chủ vương giải xong ngải độc, chúng ta sẽ tính tiếp. Lấy trong tay nải ra một tấm vải sạch. Thầy Lương nói ông chủ vương đặt cái rương vào rồi bọc kỹ lại cẩn thận. Sau đó đem vào nhà cất trong tủ. Lúc này đã là gần 6 giờ tối. Ăn tạm chút bánh, uống cốc nước rồi cả ba người lại tất bật chuẩn bị những thứ còn đang dang dở. Thầy Lương đưa cho vợ chồng ông chủ vương 4 viên đá ngũ sắc, được gói trong 4 tấm vải nhỏ màu đỏ. Nói hai vợ chồng đem 4 viên đá này chôn ở 4 góc tường trong khuôn viên nhà. Đồng thời dán 2 lá bùa, một ở cổng chính, một ở cổng phụ. Đồng thời dặn vợ chồng ông chủ vương phải cài then cửa thật chặt. Trong vòng 3 ngày tới đây, cho dù nghe thấy tiếng ai gọi cửa cũng nhất quyết không được trả lời. Theo như giải thích của thầy Lương, thì với 4 viên đá ngũ sắc được chôn ở 4 góc tường, sẽ tạo ra một kết giới bảo vệ cho gia chủ tránh được sự quấy nhiễu của ma quỷ. Bởi sau khi đặt chân đến Hương Kim Sơn, thầy Lương biết được trái ngược với vẻ hào nhoáng, sầm uất, đông đúc, tấp nập mà người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thì phần âm ở đây lại rất khó lường. Chứng khí dày đặc, ma quỷ ám hại người dân. Ngay cả đến những âm hồn vất vưởng trong hương cũng bị một thế lực kỳ quái nào đó triệu hồi, giam giữ. Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ trong Hương Kim Sơn chắc chắn sẽ rất nhiễu loạn. Thầy Lương cần một căn phòng thật yên tĩnh, trong phòng không được để gương, chuẩn bị 50 quả trứng gà, một con gà trống. Cũng may, gia đình ông chủ vương tuy giàu có nhưng lại sống thanh đạm. Hầu như mọi thực phẩm trong nhà đều là tự cung, tự cấp. Nhà có nuôi một đàn gà, trong số đó có duy nhất một con gà trống. Con gà trống già mà theo như Lan Lan phu nhân nói đã nuôi nó được 5 năm. Con gà có bộ lông hai màu, đỏ đen bóng mượt. Hai cửa của nó có màu trắng như màu ngà voi, rất dài và sắc. Chẳng biết là do con gà có linh tính hay tự thân nó cũng cảm nhận được đã đến lúc nó phải làm gì đó để cứu lấy chủ nhân của mình hay không. Mà cả buổi chiều con gà trống cứ quanh quẩn bên chân ông chủ vương. Đến tối, ông chủ vương đi đâu, con gà đi theo đó, nhất quyết không chịu về chuồng. Lan Lan phu nhân buồn rầu nói với chồng. Lão gia, có khi nào nó biết mình sắp chết nên quấn chủ không? Ông chủ vương vuốt ve bộ lông óng mượt của con gà trống. Thở hắt ra, ông ta trả lời vợ. Có lẽ vậy, người ta nói loài vật mà sống càng lâu thì lại càng thông minh. Đôi khi chúng còn cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra với mình. 5 năm qua, ngày nào cũng nghe thấy tiếng gáy của nó mỗi khi trời sáng. Sau này chắc sẽ trống vắng lắm đi. Đoạn nhìn thầy Lương, ông chủ vương khẽ hỏi. Thầy Lương này, có thể không giết nó được không? Bình thường tuy có yêu quý, nhưng tôi cũng chỉ nghĩ nó là một con vật. Hôm nay tự thân cảm nhận được tiếng nói từ cây ngưng hạnh. Từ chiều đến giờ con gà lại cứ quanh quẩn bên chân tôi. Tự nhiên tôi thấy áy náy quá. Vì cứu mạng mình mà giết hại nó, thật không cam tâm. Thầy Lương đáp. Ông chủ vương đúng là có tấm lòng nhân hậu. Loài vật đôi khi có linh tính rất cao. Con đại kê này chắc hẳn đã cảm nhận được ông chủ vương đang gặp nguy hiểm. Nó quanh quẩn bên chân ông chủ vương là muốn bảo vệ ông. Phải nói tôi rất bất ngờ khi mà trong nhà ông chủ vương lại có đầy đủ những thứ mà tôi cần. Thậm chí là còn tốt hơn nhiều so với mong đợi. Nói thế nào nhỉ? Nó giống như là tất cả đều đã được chuẩn bị để đề phòng cho việc ông chủ vương bị bỏ ngải vậy. Tôi đến đây chỉ đóng vai trò liên kết chúng lại với nhau mà thôi. Cả đời tôi lăn lộn đã nhiều nơi, nhưng chưa ở đâu, đến một cái là mọi phương thuốc quý đã bày ra trước mắt. Chỉ việc kê đơn. Không biết đó là do phúc phần của nhà họ Vương quá lớn, hay có cao nhân đã lường được mọi thứ từ trước mà sắp xếp đề phòng. Để giải được ngải độc, nhất định phải cần máu của gà trống. Con gà này đã trên 5 năm tuổi thì máu của nó lại càng quý. Cộng thêm rễ cây ngân hạnh, bù ngải trong cơ thể ông chủ vương không còn đáng ngại nữa. Có điều, trong quá trình giải ngải sẽ phải chịu một vài đau đớn nhất định. Mong ông chủ vương cố gắng chịu đựng. Nhìn con gà, vợ chồng ông chủ vương thở dài não nề, ánh mắt hiện rõ sự tiếc nuối. Cả hai cùng nói. Đại kê, bọn ta hứa sẽ chôn cất ngươi cẩn thận.
Thầy Lương quay sang, nói một câu khiến cả hai vợ chồng ông chủ Vương ngẩn tò te. À, trước mắt thì không cần phải chôn nó đâu. Vì tôi chỉ nói là lấy máu nó thôi, chứ không có nói là giết nó. Chỉ cần một xíu máu của nó chừng một chén là đủ thôi ấy mà. Vậy nên hai vị không cần lo lắng. Thế sao thầy không nói sớm, làm chúng tôi nổ hết cả ruột từ chiều đến giờ. Thầy Lương giật cả mình khi cả hai vợ chồng ông chủ Vương đồng thanh nói lớn. Một tay vừa giả thuốc, một tay đưa lên gãi đầu. Thầy Lương cười nhăn nhở. Xin lỗi, tại già rồi nên thành ra cứ lúc nhớ lúc quên. Thôi thì chuẩn bị đi, cũng sắp tới giờ ta ra tay giải ngải. Đem tất cả mọi thứ vào trong phòng. Đầu tiên phải chuyển cái thùng lớn vào trong phòng, đổ nước lá ngải đã đun từ trước vào 3/4 thùng. Thầy Lương nói ông chủ Vương ngâm mình trong thùng nước chừng nửa giờ đồng hồ. Trong lúc đó, thầy Lương lựa 50 quả trứng rồi chia làm hai. Một nửa số trứng đưa cho Lan Lan phu nhân đem đi luộc chín. Nửa còn lại đặt trong một cái rổ để trên bàn. Phần rễ cây ngân hạnh cũng đã được thầy Lương bào chế, tán thành bột, hòa chung với cốc nước lá ngải. Sau khi ông chủ Vương ngâm người xong sẽ cho uống. Trong thời gian chờ đợi, thầy Lương lấy trong tay nải ra một số dụng cụ cần dùng. Đó là một hộp kim châm cứu, một con dao nhỏ có màu đen bọc trong tấm vải đỏ, một chén bạc, một buộc vải hình xoắn ốc to bằng nửa cổ tay. Đặt hết mọi thứ lên trên mặt bàn. Trước đó thì Lan Lan phu nhân cũng đã chuẩn bị cho thầy Lương một cái hũ sứ màu trắng có nắp đậy kính lớn chừng hai úp bàn tay. Cũng không biết thầy Lương định dùng cái hũ này vào việc gì. Chỉ biết nhìn qua đã thấy mọi thứ khá là kỳ bí. Bên trong phòng chỉ được thắp nến, tuyệt đối không được mở đèn điện. Ánh sáng đỏ phát ra từ những cây đèn kỳ lại càng khiến cho không gian thêm phần ma mị. Đang ngâm mình trong thùng nước, mới chỉ được chừng 15 phút, ông chủ Vương dường như đã bắt đầu cảm nhận được trong cơ thể mình có sự thay đổi. Vùng ngực khẽ nhói đau, tim thở có phần gấp gáp, toàn thân nóng ran. Có những lúc ông chủ Vương còn thấy rõ trên lớp da của mình có thứ gì đó đang bò lổn nhổn. Quá hoảng sợ, ông chủ Vương cầu cứu thầy Lương. Thầy Lương, giúp tôi với, cơ thể tôi lạ lắm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn ông chủ Vương, thầy Lương giữ sắc mặt điềm tĩnh, nhìn vào trong thùng nước màu xanh đậm, thầy Lương nói với ông chủ Vương. Đừng sợ, hiện giờ ngải độc bắt đầu phân tách đến khắp lục phủ ngũ tạng của ông. Thứ đang trường bên trong da thịt ông chính là trùng độc. Ngâm mình trong nước lá ngải cứu chính là đang bức trùng độc phải tản đi khắp mọi nơi sớm hơn dự kiến. Thế há chẳng phải thầy đang giúp chúng làm tổ trong người tôi nhanh hơn sao? Ánh mắt đầy sợ hãi, đưa hai cánh tay lên nhìn. Ông chủ Vương sợ đến phát khiếp khi bên dưới làn da, những con trùng vẫn đang loe ngoe bò đi khắp các nơi trên người ông. Càng lúc càng khó thở hơn, toàn thân bắt đầu ngứa ngáy, khó chịu. Mỗi phút trôi qua, cái cảm giác nhợn nhợn, rợn người khi tưởng chừng như có hàng trăm con trùng đang trườn đi khắp các ngóc ngách của cơ thể lại càng khiến ông chủ Vương kinh sợ. Cứu tôi với, chúng đang bò ra khắp người tôi không chịu được nữa. Đây là bước đầu của việc giải ngải, cũng là bước quan trọng nhất, bởi nếu thầy Lương can thiệp vào việc trùng độc phân tách sẽ vô tình khiến ông chủ Vương mất mạng ngay lập tức. Bởi bất cứ một tác động nào mang tính chèn ép, trói buộc cũng khiến trùng phát độc. Thầy Lương cố gắng khích lệ ông chủ Vương. Đừng từ bỏ, chỉ còn ít phút nữa thôi. Ông chủ Vương hãy cố chịu đựng. Nếu như ông đầu hàng, ông sẽ chết. Tuy đáng sợ, nhưng hiện tại chúng chưa nguy hiểm. Thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại, hãy thật tĩnh tâm. Đừng cố gắng ngăn cản chúng. Hãy cứ để chúng bò đi tới những nơi mà chúng muốn. Điều hòa hơi thở. Khi ông chủ Vương không còn cảm giác sợ hãi, thì bản thân cũng không cảm nhận được gì. Cố gắng giữ bình tĩnh. Thầy Lương nói đúng. Cảm giác trùng bò lúc nhúc trong người đúng là rất ghê rợn. Thế nhưng ngoài việc cảm thấy khó thở thì không thấy đau. Chỉ cần vượt qua nỗi sợ, mọi thứ sẽ dịu đi rất nhiều. Ngồi lặng người trong thùng nước, ông chủ Vương nhắm mắt, cố gắng thở thật đều. Không còn để tâm đến những con trùng. Cứ như thế cho đến khi nén hương cháy hết. Trên người ông chủ Vương cũng không thấy trùng bò bên dưới lớp da. Ông chủ Vương vẫn tĩnh tâm ngồi yên bên trong thùng nước. Phải đến khi thầy Lương gọi, ông chủ Vương mới mở mắt ra.
nhìn xuống người, nhìn hai cánh tay. Không còn thấy gì, ông chủ vương hỏi. Chúng đâu hết rồi, thưa thầy Lương. Thầy Lương mỉm cười đáp. Được rồi, ra ngoài đi, ông làm tốt lắm. Còn trùng độc hả? Hiện giờ chúng đang làm tổ trong lục phủ, ngũ tạng của ông. Chắc có lẽ giờ này cô ta đang hả hê lắm, bởi mọi thứ đều đang diễn ra đúng như những gì cô ta mong đợi. Sau khi trùng làm tổ trong người ông chủ vương, như tôi đã nói từ trước, chúng sẽ ăn dần, ăn mòn nội tạng, cho tới khi ông chủ vương chết mà không rõ nguyên nhân. Bước ra khỏi thùng nước, nhìn cơ thể mình không có gì thay đổi, nhưng nghĩ đến những gì vừa xảy ra khi nãy cũng đủ khiến ông chủ vương thấy ớn lạnh. Sau khi lau khô người, thầy Lương cho ông chủ vương uống cốc nước giả từ cây ngải cứu có hòa với bột tán từ đoạn rễ của cây ngân hạnh. Nào, giờ đến bước thứ hai. Ông phải uống hết cốc nước này, rất đắng đấy, nhưng đừng có nhổ ra, phải uống hết. Đưa cốc nước lên miệng, mùi hăng hắc từ lá ngải cộng thêm mùi rễ cây ngân hạnh sộc thẳng lên mũi, rất khó ngửi. Khi uống vào thì còn kinh khủng hơn nhiều lần. Nó đắng đến mức ông chủ vương cảm giác như lưỡi mình xe lại. Trong đời mình chưa bao giờ ông chủ vương nuốt phải thứ gì đắng đến như vậy. Nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt hết cốc nước. Xích chút nữa thì ông chủ vương nôn trớ. Nhưng may thay vẫn còn kìm lại được. Được rồi, Lan Lan phu nhân, đem số trứng đã luộc vào đây cho tôi. Lúc này Lan Lan phu nhân mới mở cửa phòng bước vào. Do khi nãy sợ Lan Lan phu nhân nhìn thấy cảnh tượng trùng bò khắp người ông chủ vương mà kinh hãi, nên thầy Lương nói phu nhân nên đợi ở bên ngoài tới khi được gọi. Đặt thau trứng luộc xuống bàn, nhìn chồng mình vẫn bình thường, Lan Lan phu nhân thở phào nhẹ nhõm. Mà không biết sắp tới đây mới chính là cảnh tượng đáng sợ nhất. Dù không muốn, nhưng thầy Lương vẫn cần có sự giúp đỡ của Lan Lan phu nhân trong quá trình hóa giải bùa ngải. Nói ông chủ vương ngồi trên ghế, lấy cái khăn che đi phần hạ bộ, thầy Lương mở lồng cho con gà trống đi ra. Đại kê đứng với dáng vẻ hiên ngang, hùng dũng. Nó ngóc cái cổ lên cao, nhìn ông chủ vương rồi khẽ cào hai chân xuống nền nhà. Trong lúc đó, thầy Lương hơ con dao qua lửa, tay cầm chén bạc. Ngồi xuống vuốt ve lông của đại kê, thầy Lương nói với nó. Sẽ hơi đau một chút, nhưng chủ nhân người rất cần một ít máu của người. Yên tâm, ta sẽ làm rất nhanh thôi. Đại kê rướng thân người, gáy lên một tiếng đầy mạnh mẽ. Nó dang đôi cánh sang hai bên. Thầy Lương nhổ đi vài chiếc lông ở phần cánh của đại kê, sau đó nhanh chóng đưa con dao nhỏ vào, cứ lấy một đường. Máu từ cánh đại kê nhỏ tong tong xuống chiếc chén bạc. Vừa đầy chén, ngay lập tức như đã chuẩn bị thuốc bôi từ trước, thầy Lương bôi thuốc vào vị trí mình vừa dùng dao cắt lấy máu của đại kê. Máu ngừng chảy. Đại kê thêm một lần nữa rướng cổ lên gáy. Tiếng gáy vang vọng khắp ngôi nhà, tiếng gà gáy trước nửa đêm. Cầm chén máu trên tay, thầy Lương đưa về phía vợ chồng ông chủ vương rồi cười đầy bí hiểm. Máu của đại kê này tốt thật đấy. Xem ra 5 năm qua ông chủ vương nuôi nó quả không uổng phí. Ông chủ vương nhìn chén máu mà thấy hơi gai người. Máu trong chén có màu đỏ sậm, sóng sánh dưới ánh lửa đèn cầy. Ông chủ vương hỏi. Chẳng lẽ thầy định cho tôi uống thứ này sao? Thầy Lương đáp. Uống ừ. Nếu ông muốn uống thì đợi lần sau lại xin đại kê vậy. Còn cái này không phải để uống. Lan Lan phu nhân, phiền phu nhân hỏa cho tôi một nén nhang. Bắt đầu nào. Lưu ý đến từ tác giả. Em là tác giả người Bắc, thế nên chén trong truyện là loại chén nhỏ dùng để uống trà, uống rượu, cỡ chén mắt trâu, chứ không phải cái bát ăn cơm như trong miền Nam hay dùng. Chứ mà cắt tầm một bát máu thì đại kê thêm rổ ngải cứu, nó lại thành nồi lẩu ngon tuyệt. Quay trở lại câu chuyện. Nói ông chủ vương ngồi im trên ghế, thầy Lương dùng ngón tay chấm vào chén bạc có đựng máu của đại kê, rồi dùng máu đó chấm lên những vị trí trên người ông chủ vương. Bắt đầu từ ấn đường xuống nhân trung, hai bên bả vai, giữa ức, bụng rốn. Sau lưng, thầy Lương chấm tiếp vào gáy, 7 nốt dọc sống lưng và cuối cùng là vị trí ở xương cục. Sau khi máu được chấm vào các vị trí xong, thì từ những chấm máu có một làn khói trắng khẽ bay lên.
bản thân ông chủ vương cũng cảm nhận được những phần cơ thể có máu của đại kê đang nóng ran lên. Thầy Lương nói: "Được rồi, bây giờ ông chủ vương hãy nằm xuống giường, nằm úp nha." Chân tay duỗi thẳng. Quay lại nhìn Lan Lan phu nhân nãy giờ đang cầm nén nhang, thầy Lương chỉ tay ra: "Phu nhân, đưa cho tôi nén nhang đó. Mà tôi nói trước, sắp tới đây tôi sẽ làm một vài thứ trên người ông chủ vương, nhìn có lẽ khá là đáng sợ. Thế nhưng để hóa giải được loại ngải độc này thì không thể không làm như vậy. Trong lúc tôi hành sự, mong phu nhân không quá hoảng sợ. Tôi cần phu nhân giúp một tay. Hãy giữ bình tĩnh nha." Lan Lan phu nhân đưa nén hương cho thầy Lương mà hai bàn tay không ngừng run rẩy. Chưa biết thầy Lương sẽ làm gì tiếp theo, nhưng xem ra những chuyện mà thầy sắp làm tới đây sẽ vô cùng kinh dị. Trên bàn hãy còn đó bột vải, cái hũ sứ cùng với 50 quả trứng gà, 25 quả trứng sống, 25 quả đã được luộc chín. Tay cầm nén nhang đang cháy, thầy Lương nói Lan Lan phu nhân đưa tiếp cho mình một cây đèn cầy. Một tay cầm nhang, một tay cầm đèn cầy, dí sát đèn cầy xuống, soi sáng tấm lưng trần của ông chủ vương. Thầy Lương sau khi xác định các chấm máu đã khô đi thì nói với ông chủ vương: "Được rồi, có lẽ sẽ hơi rát một chút, nhưng phải cố mà chịu đựng. Nằm yên không được cử động mạnh trong lúc tôi vẽ bùa. Sẵn sàng chưa?" Lan Lan phu nhân tá hỏa, vội vàng bà ta hỏi: Vẽ bùa? Thầy định dùng thứ gì để vẽ bùa vậy à?" Thầy Lương trả lời: "Tất nhiên là dùng nén nhang này rồi, tôi đâu có cầm bút đâu." Lan Lan phu nhân giật mình: "Dùng nén nhang đang cháy đó ư? Như vậy sao lão gia nhà tôi có thể chịu nổi? Khác gì đốt cháy da cháy thịt đâu." Thầy Lương cười: "So với trúng độc mà chết thì chút đau đớn này có thá gì. Như tôi đã nói, muốn giải được loại ngải độc này không còn cách nào khác đâu." Ông chủ vương gằn giọng: Không sao đâu thầy, tôi sẽ chịu được, thầy cứ làm đi. Nghĩ đến cái cảnh những con trùng bò lúc nhà lúc nhúc trong cơ thể tôi khi nãy, giờ đang làm tổ trong lục phủ ngũ tạng mà tôi thấy đáng sợ vô cùng. Tôi tin thầy, làm đi." Thầy Lương gật đầu đáp: "Được lắm, vậy tôi bắt đầu đây." Tay cầm đèn soi sáng, tay kia cầm nén nhang vẫn đang cháy đỏ rực. Thầy Lương dùng nhang thay cho bút, bắt đầu họa lên lưng ông chủ vương những ký tự kéo dài từ phần gáy xuống đến vị trí xương cụt. Đầu nhang viết lên đến đâu, trên da ông chủ vương xuất hiện vệt đỏ như màu than hồng đang âm ỉ đến đó. Thế nhưng không thấy ông chủ vương kêu lấy nửa lời. Mặc cho Lan Lan phu nhân nhìn những vết đỏ như lửa đốt trên lưng chồng mà xót đến không dám nhìn. Trong lúc vẽ bùa, thầy Lương chăm chú, tập trung một cách cao độ. Bàn tay uyển chuyển, múa cây nhang nhanh thoăn thoắt. Chỉ một lát sau, bùa đã được hoàn thành. Cả tấm lưng ông chủ vương ánh lên một màu đỏ rực chừng một giây rồi vụt tắt, để lại trên lớp da một đạo bùa. Mà theo như thầy Lương nói, đạo bùa này sẽ giúp ông chủ vương bảo hộ thân thể. Sau khi thầy Lương vẽ bùa xong, cây nhang cũng cháy hết. Lan Lan phu nhân vội hỏi chồng: Lão gia có sao không?" Ông chủ vương đáp: "Không sao, chỉ hơi rát một chút thôi, không đến mức cháy da cháy thịt như tưởng tượng." Lấy vạt áo lau mồ hôi, thầy Lương cười: "Như vậy càng chứng tỏ máu của đại kê cực kỳ hữu dụng. Khi chấm máu đại kê lên các vị trí huyệt đạo trên cơ thể ông chủ vương, vì là máu của gà trống sống lâu năm nên nó sẽ có linh lực. Phần linh lực này tương thông với ông chủ vương, tạo ra một lớp giống như áo giáp bảo hộ. Chính vì vậy mà ông chủ vương không cảm thấy quá đau đớn. Bên cạnh đó, máu đại kê còn đóng vai trò như một đường dẫn để ép trùng độc bò ra." Lan Lan phu nhân hỏi: "Nhưng trùng độc mà thầy nói sẽ bò ra theo đường nào?" Thầy Lương trả lời: "Phu nhân không cần phải vội, sẽ biết ngay thôi. Tuy nhiên đây mới chính là phần đau đớn nhất trong quá trình giải ngải mà ông chủ vương phải chịu đựng." Nói đoạn, thầy Lương với tay lấy bột vải hình xoắn đưa vào miệng ông chủ vương. Thầy Lương nói: "Để tránh đau quá mà cắn vào lưỡi, hãy nghiến chặt bột vải này." Không để ông chủ vương kịp hỏi,
Thầy Lương nhét bụt vải vào mồm ông chủ vương mà không có lấy một động tác thừa. Giờ Lan Lan phu nhân mới biết, hóa ra công dụng của bụt vải đó là như vậy. Chỉ với việc làm vừa rồi cũng đủ hiểu, sắp tới đây ông chủ vương sẽ nhận lấy một cơn đau, chết đi sống lại. Nhìn Lan Lan phu nhân chỉ tay vào phần rổ trứng sống, thầy Lương căn dặn. Bóc ở phần đầu mỗi quả trứng để tạo ra một cái lỗ nhỏ. Bóc hết 25 quả, nhớ đừng làm bể, chỉ cần tạo một lỗ nhỏ ở phần đầu mà thôi. Phu nhân hiểu rồi chứ? Lan Lan phu nhân vâng dạ gật đầu. Tôi hiểu rồi. Trong lúc Lan Lan phu nhân đang khẽ khàng, tỉ mỉ, cẩn thận với từng quả trứng, thì thầy Lương đưa tay bấm độn, tính toán giờ giấc kể từ lúc ông chủ vương uống cạn cốc nước lá ngải cứu có hòa bột tán từ đoạn rễ cây ngân hạnh. Dùng ngón tay trỏ kết hợp với ngón tay cái, thầy Lương ấn vào các huyệt dọc từ phần gáy xuống hết phần xương sống của ông chủ vương. Nhắm mắt lại, thầy Lương lẩm nhẩm những câu gì đó trong miệng. Cuối cùng áp tay vào lưng ông chủ vương, giữ nguyên như vậy chừng 3 giây. Mở mắt ra, thầy Lương nói. Trùng chuẩn bị vỡ tổ rồi. Sau khi thầy Lương vừa dứt lời thì ông chủ vương cảm nhận được bên trong bụng mình như có thứ gì đó đang sôi lên ùng ục. Tiếng bụng sôi mỗi lúc một lớn. Ở bên ngoài, Lan Lan phu nhân cũng nghe thấy. Ông chủ vương muốn nói gì đó nhưng do bụt vải chắn trong miệng không thể nói được. Thầy Lương lúc này đang ngồi trên lưng ông chủ vương, hai chân dẫm lên hai cánh tay của ông chủ vương. Trên tay thầy Lương con dao nhọn đã được hơ qua lửa đèn cầy. Thầy Lương trừng mắt nói lớn. Sẽ rất đau đấy, cố chịu nha. Đến đây nào, trùng độc. Dứt lời, thầy Lương dùng con dao nhọn chích vào chấm máu của đại kê ở vị trí xương cục. Mũi dao chích vào phần da thịt không quá sâu, thế nhưng ông chủ vương lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Toàn thân như muốn giãy giụa để thoát khỏi sự kìm kẹp của thầy Lương. Thế nhưng ông ta lại cảm giác như có một tảng đá lớn đang ngồi đè trên lưng mình vậy. Mặc dù dáng người của thầy Lương khá gầy và mỏng manh, hai cánh tay ông chủ vương bị hai chân của thầy Lương ấn chặt không cự quậy nổi. Nghiến hai hàm răng cắn mạnh vào bụt vải chèn trong miệng, ông chủ vương ra sức chịu đựng. Vẫn chưa rút dao ra, thầy Lương đưa tay về phía Lan Lan phu nhân, miệng nói. Đưa cho tôi một quả trứng sống. Thế nhưng Lan Lan phu nhân nãy giờ chỉ nhìn chồng cắn răng, quằn quại chịu đau mà có phần sao nhãn. Thầy Lương quát lớn. Lấy một quả trứng sống, đưa ngay đây. Lan Lan phu nhân giật mình, vội lấy trứng đưa cho thầy Lương. Cầm quả trứng sống đã được bóc một lỗ nhỏ, thầy Lương một tay rút dao, tay còn lại úp nhanh quả trứng vào vết chích vừa rồi. Chỉ mấy giây sau, từ trên gáy, từ hai bên bả vai của ông chủ vương bắt đầu xuất hiện những vệt màu đen, tự như những con sâu nhỏ, đang trườn theo xuống dọc theo xương sống, hướng tới phần xương cục. Thầy Lương giữ chặt quả trứng gà, miệng nói với Lan Lan phu nhân. Các tổ trùng trong lục phủ, ngũ tạng đã vỡ sau khi nước lá ngải cứu và rễ cây ngân hạnh phát huy tác dụng. Chúng bắt đầu bò ra rồi. Trùng sẽ theo đường dẫn từ máu của đại kê rồi thoát ra ở vị trí xương cục mà tôi vừa chích một lỗ nhỏ. Trứng sống có tác dụng thu hút trùng độc. Lan Lan phu nhân, chuẩn bị sẵn cho tôi những quả trứng tiếp theo. Để cái hũ sứ trắng lại gần đây, tôi sẽ cần dùng đến nó. Lan Lan phu nhân vâng dạ. Trên tay cầm sẵn trứng sống, chờ đợi thầy Lương ra lệnh là sẽ lập tức thay thế. Lan Lan phu nhân nhìn những con trùng cứ thế bò bên dưới lớp da của chồng mà sợ đến bủng rủng chân tay. Bà không dám tin những gì đã diễn ra trước mắt mình là sự thật. Thầy Lương chìa tay nhận lấy một quả trứng khác khi cảm nhận được trùng đã bò vào trong trứng đủ số lượng. Lật quả trứng đang úp ngay trên vị trí xương cục của ông chủ vương lên và thay vào đó là một quả trứng mới. Bỏ quả trứng vừa sử dụng vào bên trong chiếc hũ sứ màu trắng. Sau mỗi lần thay trứng, cơn đau của ông chủ vương lại được giảm bớt đi rất nhiều. Quá tập trung, ánh mắt của thầy Lương chăm chú nhìn từng con trùng đang di chuyển trong người ông chủ vương, không phút nào chểnh mạng. Bởi chỉ cần sai một nhịp, để trùng độc thoát ra bên ngoài, mọi thứ coi như đổ bể. Cứ như thế cho đến khi 20 quả trứng đã được sử dụng. Trên người ông chủ vương không còn thấy trùng xuất hiện nữa. Cơn đau mà ông chủ vương phải chịu đựng từ lúc bắt đầu dụ trùng đến giờ cũng đã hết. Thế nhưng trên người ông chủ vương xuất hiện những vết bầm tím đen, giống như bị ai đó đánh. Những vết bầm đó loang lổ khắp cơ thể ông chủ vương. Bỏ quả trứng cuối cùng vào trong hũ sứ rồi đậy nắp hũ lại. Bôi thuốc trị thương vào vị trí xương cục cho ông chủ vương.
Thầy Lương lau mồ hôi trên trán, miệng nói: "Được rồi, ông chủ vườn, có thể ngồi dậy được chứ?" Ông chủ vườn đáp: Dạ, được." Gượng người ngồi dậy, ông chủ vườn tá hỏa khi thấy trên người mình có quá nhiều những vết bầm đen. Thế nhưng dùng ngón tay khẽ ấn vào lại không cảm thấy đau. Còn chưa kịp hoàn hồn thì thầy Lương đã bê cái hũ sứ lại đặt trước mặt ông chủ vườn. Sau đó một tay cầm dao, tay kia giữ tay ông chủ vườn dí sát bàn tay vào miệng hũ. Thầy Lương nói: "Vẫn chưa xong đâu. Ngay bây giờ tôi phải lấy của ông chủ vườn một ít máu." Chẳng cần đợi ông chủ vương đồng ý, thầy Lương dùng dao cắt một đường nhỏ ở cạnh mép bàn tay, rồi cứ thế để máu nhỏ vào bên trong hũ sứ. Trong lúc lấy máu, thầy Lương kêu Lan Lan phu nhân chuẩn bị cho mình một bát nước sạch. Sau khi máu nhỏ vào trong hũ đã đủ, thầy Lương đổ bát nước vào hũ, để nắp hũ lại. Lấy trong tay nải ra 5 lá bùa màu vàng khá dài, thầy Lương dán bùa từ nắp cho tới đáy hũ. Không dám giao cho Lan Lan phu nhân, thầy Lương tự mình bê cái hũ đặt ở phía góc nhà rồi quay trở lại giường, nơi ông chủ vương đang ngồi. Bôi thuốc trị thương cho ông chủ vương xong, lúc này Lan Lan phu nhân mới dám hỏi: Thầy ơi, tại sao trên người lão gia nhà tôi lại xuất hiện nhiều vết bầm đen như vậy? Sẽ không sao chứ? Thầy Lương mỉm cười đáp: Yên tâm đi, sẽ hết ngày sau đây thôi. Phiền phu nhân đưa giúp tôi rổ trứng đã luộc chín và phụ tôi bóc vỏ trứng. Bóc được một quả đầu tiên, thầy Lương cầm trên tay, mắt nhìn quả trứng luộc trắng bóc một cách đầy chăm chú. Xoay xoay quả trứng trên tay nhìn đi nhìn lại, vợ chồng ông chủ vương nín thở chờ đợi, không biết thầy Lương sẽ làm gì tiếp theo. Thì bỗng nhiên, thầy Lương đưa quả trứng lên miệng, cắn một miếng rõ to, bay luôn nửa quả trứng. Thản nhiên nhai nhồm nhoàm, vừa ăn, thầy Lương vừa nói: "Trứng ngon, đúng lúc đang đói. Từ sớm đến giờ tập trung quá, tí nữa thì ngất. May mà có quả trứng dặn bụng." Ông chủ vương ngơ ngác, Lan Lan phu nhân mắt tròn mắt dẹt nhìn chồng. Cả hai nhìn nhau xong đồng thanh hỏi: Thầy nói luộc số trứng này là để ăn ấy hả? Thầy Lương bỏ nốt nửa quả trứng còn lại vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt, tí thì nghẹn, ra hiệu cho Lan Lan phu nhân lấy giùm cốc nước. Tu hết nửa cốc, thở mạnh ra cái phào, thầy Lương trả lời: "Tất nhiên là không phải thế rồi. Đang ăn, hỏi tí nữa thì mắc nghẹn. Ơ kìa, bóc trứng tiếp đi chứ, đứng ngây người ra thế à?" Tự tay bóc một quả trứng, thầy Lương dùng trứng lăn đi lăn lại tại những vết bầm tím trên người ông chủ vương. Vừa lăn, thầy Lương vừa giải thích cho hành động của mình: "Những vết màu đen này là tà khí còn vương lại trên người ông chủ vương. Dùng trứng gà luộc chín lăn qua lăn lại, trứng sẽ hút tà khí. Sau đó cơ thể ông sẽ trở lại bình thường." Cứ như thế, thầy Lương lăn trứng đến đâu, vết bầm trên người ông chủ vương mờ đi đến đấy. Ngược lại, quả trứng đang có màu trắng bóc thì cứ thế chuyển sang màu đen, giống như nó đang hút hết những vết bầm trên người ông chủ vương vậy. Lăn xong một quả đầu tiên, thầy Lương dùng tay bẻ đôi quả trứng ra cho vợ chồng ông chủ vương xem. Không chỉ có lòng trắng biến thành màu đen, mà ngay cả lòng đỏ bên trong cũng chuyển màu xám xịt. Thầy Lương tặc lưỡi: "Nhìn thấy chưa? Có ai muốn ăn trứng không?" Cả hai vợ chồng ông chủ vương lắc đầu ngoài ngoài. Thầy Lương cười phà phà: "Đùa chút thôi. Trứng này ăn vào ngộ độc đấy. Bỏ riêng ra một chỗ, sau khi xong việc đem bỏ xuống cầu tiêu mà dội nước. Tránh chôn trong vườn. Chẳng may gia súc, gia cầm hay vật nuôi trong nhà đào lên ăn thì lại chết oan uổng." Cứ như thế, cũng lăn đủ 20 quả trứng luộc, cơ thể ông chủ vương lúc này không còn vết bầm đen, bầm tím nào nữa. Cảm giác như vừa trút đi được gánh nặng, thoải mái, khoan khoái vô cùng. Thầy Lương nói: "Xong rồi, trước tiên thì xin chúc mừng ông chủ vương đã trải qua được kiếp nạn lần này một cách bình an, vô sự. Cái hũ sứ kia trong vòng 3 ngày tới không ai được động vào, không được tò mò mà mở hũ ra. Chỉ được mở khi tất cả hay tin ông chủ vương đã chết. Bởi vì trùng độc vẫn được nuôi sống bên trong cái hũ đó. Đây là một thủ thuật mà tôi sử dụng nhằm qua mặt kẻ đã bỏ ngải ông chủ vương, để cô ta nghĩ rằng ông chủ vương đang bị trùng giết dần, giết mòn. Sau khi ông chủ vương giả chết, chắc chắn cô ta sẽ đến đây để trực tiếp xác nhận, cũng là giả bộ mèo khóc chuột. Tới lúc đó, tự tôi sẽ có an bài."
Trong 3 ngày tới, tôi sẽ biến nhà của ông chủ vương trở thành một trận đồ trừ ma, diệt quỷ. Ông chủ vương hiểu rồi chứ? Ông chủ vương chỉ tay vào mình rồi đáp. Ý của thầy là tôi sẽ giả chết để làm mồi nhử. Thầy Lương vuốt chậm râu bạc, cười rung cả đùi. Đúng, đúng, ông chính là mồi để dụ quỷ. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Sao Bóp cảm thấy là thầy Lương càng ngày càng mặn nha. Từ cái lúc mà ở bên cái phần của địa mộ đó các bạn, khi mà thầy Lương mất trí nhớ xong rồi có lại trí nhớ, giống như là thầy Lương được sư phụ, là Khúc Quân sư phụ của mình, gọi là gỡ bỏ những cái khúc mắc ở trong lòng, thì Bóp có cảm giác như là thầy Lương bắt đầu mặn á, mặn dần theo năm tháng. Đặc biệt là trong tập ngày hôm nay, khi mà thầy Lương đang chữa bệnh căng thẳng đồ, xong rồi mới lấy cái trứng ra, đập trứng lột vỏ, mọi người chăm chú nhìn coi thầy Lương tính làm gì tiếp theo, thì ông bỏ vô miệng ông ăn. Ông kêu trời đói quá, hồi nãy tới giờ làm việc đổ mồ hôi hột, đói ơi đói, không có quả trứng này cầm cự chắc xỉu. Sau đó thì nhưng mà tất cả những cái quả trứng luộc không có phải là chỉ để ăn, mà còn để hút những cái tà khí còn vương lại trên người của ông vương. Mà có thêm một cái đoạn nữa là Bóp nói là thầy Lương mặn lắm, tập này là ổng mặn dữ dội rồi. Là có cái đoạn cắt máu con gà đại kê đó các bạn, thì thấy con gà cũng thương, nghe tả cũng tội quá. Khi mà nó cứ quấn chủ, nó đi qua đi lại, nó quấn chủ thì chắc là nó cảm nhận được là chủ nhân của mình đang gặp nguy hiểm, cho nên nó cứ đi theo, nó quấn chủ hoài thôi. Hai vợ chồng của ông chủ vương cũng rất là dễ thương, thương con gà, nuôi nó 5 năm trời mà. Nghĩ là trời ơi, sắp tới thầy Lương nói là sẽ lấy máu gà thì lấy máu gà, thì chắc là sẽ giết con gà. Ai nghe thầy Lương nói, ủa tôi nói tôi lấy máu gà thôi mà, tôi đâu nói là tôi sẽ giết con gà đâu, gặp tác giả nữa. Gặp tác giả chêm cho một câu, tại vì khi mà nghe lấy một chén máu thì trong đầu Bắp cũng nghĩ trời ơi, lấy quyền chén máu, tại vì Bắp là người miền Nam thì cái chén là cái chén ăn cơm á các bạn, thì quy một cái chén đó, trời ơi, quyền cái chén tiết canh gà đem đi nấu cháo chứ sao một con gà nó sống nổi. Nhưng mà hôm tác giả có một cái ghi chú nhỏ là cái chén là tác giả người miền Bắc, cho nên cái chén là cái chén giống như là cái chén uống trà, cái ly uống trà nhỏ nhỏ tí tí thôi, thì một ít máu đó chứ nó không có to như là cái chén ăn cơm. Và tác giả cũng nói luôn, chứ nó to như cái chén ăn cơm của miền Nam á thì cái đó nó thành một cái nồi lẩu gà luôn rồi, chứ không thể nào một con gà nó còn sống được. Nhưng mà may là tác giả cũng có lý giải cái khúc đó hay ghê. Bởi vậy Bắp rất là tâm đắc những cái câu chuyện của tác giả Trường Lê, là giải quyết thắc mắc ngay từ cái lúc mà nó mới chớm nở. Là Bắp cũng thắc mắc ở trong đầu, quy một cái chén máu gà như vậy, gà sao mà nó sống nổi. Nhưng mà không, chút xí thôi các bạn, mà cũng dễ thương. Tại vì nếu mà con gà nó chết thì tội quá trời tội. Nghe tác giả tả, nó quấn chủ rồi nó biết là thương chủ á, cho tới khi mà lấy máu của nó sẵn sàng giơ nách lên nè, cắt đi. Nói đùa vậy thôi, kiểu nè 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 nè, chỗ này nhiều máu nè, cắt đi. Cuối cùng thì ông vương cũng có thể được giải ngải thành công, mà thầy Lương rất là cao cơ, bởi vậy mới nói gừng càng già càng cay mà. Thầy Lương hên là hiền đó, chứ thầy Lương ác thì không biết sao. Không, nhưng mà cái dòng mà ác nhân thất đức thì cũng sẽ bị trời hại thôi các bạn ơi, cho nên á là cứ sống hiền đi, rồi thế nào mà mình gặp khó khăn thì trời sẽ giúp mình, chứ đừng có sống ác rồi cuối cùng cũng mất hết. Giống như cái câu gì trong phim đó, nếu biết trước có hôm nay thì ta đã không đấu đá tranh giành làm chi. Thì thầy Lương may mắn là nhân hậu, ở hiên và giúp đỡ cho mọi người, thì cuối cùng cũng đã giúp được cho ông vương. Và thầy Lương đã rất là giỏi khi mà cẩn thận lấy những cái con trùng ra để vào trong trứng rồi tiếp tục nuôi, để cho bên kia nó không có phát giác, nó vẫn nghĩ, nó vẫn tự đắc là ông cái người mà bị mình bỏ ngải là chắc là đang chết dần chết mòn đây. Rồi khi mà nghe tin ông chủ vương chết thì bên kia lại càng mừng, đi đến giả vờ mèo khóc chu. Thì khi đó thầy Lương sẽ bay ra một cái trận đồ để mà diệt quỷ. Khi mà thầy Lương nghe ông vương nói là ông sẽ dùng tôi để làm mồi nhử ư, thì thầy Lương cười rung đùi luôn các bạn, kiểu như là đắc chí. Trời, chứ còn gì nữa, ông thì làm mồi nhử, nhưng mà cái đợt này là cái con đó nó không có thoát khỏi tầm tay của tôi đâu, thế nào là cũng bị tôi vây bắt và tiêu diệt thôi, kiểu vậy. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của Thiên Cơ trong series Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện của tác giả Trường Lê nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.